Đâu xem cái ổi này có quả không? Úi dồi, trời ơi, trời ơi, chín chưa xem nào. Trời ơi, con này chỉ còn chuột ăn mất, vặt đi xem nào. Cho ưu tiên cho em ăn trước đi, hôm qua 20 tháng 10, hôm nay vẫn được dư âm. Ăn luôn không phải rửa, ở cây, thơm không? Bác Dương ơi, cả cây được mỗi có ổi này. Cả cây đúng rồi cậu. Ăn luôn. Luôn. À quả bói. Bói. Ngọt không? Ngọt. Trắng sớt luôn. Quá đỉnh. Ngọt cực luôn. Cũng là 21 tháng 10 năm 2018. Ui thế mà hôm qua không biết vặt cái này tặng thì có phải đỡ là mua hoa không? mấy chục nghìn thật. Ôi, đắt quá. Mấy tỷ mới được mớ rau rền. Công nhận ngon thật. Em biết rồi, hôm nay em cũng để ra thật chín. Không ăn mách anh. Không mách. Tôi cho anh nhốt miếng đấy. Coi nhanh.